Mở đầu chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày kỳ này, mời quý vị theo dõi phần thông tin y tế. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất huyết sau khi bệnh do muỗi lây truyền này xuất hiện tại một số quốc gia chưa từng bị ảnh hưởng trước đây, khiến số ca mắc trên toàn thế giới trong năm nay đã vượt 5 triệu người, trong đó hơn 5.000 người đã tử vong. Theo WHO, gần 80% số ca mắc tương đương 4,1 triệu người được ghi nhận ở châu Mỹ, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Theo WHO, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao do mưa nhiều, độ ẩm và nhiệt độ tăng cao hơn, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi phát triển. WHO cũng nhấn mạnh, mối đe dọa này cần có sự quan tâm và phản ứng tối đa của tất cả các cấp trong WHO nhằm hỗ trợ các nước kiểm soát đợt bùng phát sốt xuất huyết hiện nay, cũng như chuẩn bị cho mùa sốt xuất huyết sắp tới. Thống kê của WHO cho thấy, số ca mắc sốt xuất huyết lên mức kỷ lục 5,2 triệu người trong năm 2019, gấp 10 lần so với năm 2000. Những người mắc sốt xuất huyết nặng, có biểu hiện sốc, chảy máu hoặc suy tạng nghiêm trọng dẫn tới tử vong, hiện chưa có thuốc kháng virus hoặc phương pháp điều trị đặc biệt đối với căn bệnh này. Thưa quý vị, ở thời điểm này, nhiều bệnh viện ghi nhận xu hướng gia tăng của các ca ngộ độc rượu. Đáng nói, đa số bệnh nhân ngộ độc rượu, đặc biệt là ngộ độc methanol, đều để lại những di chứng nặng nề. Thường xuyên uống rượu được mua từ nhà hàng xóm do tin tưởng là rượu tự nấu. Người đàn ông này đã bị choáng váng, buồn nôn, mắt mờ dần sau nửa ngày sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong cơ thể bệnh nhân lên tới 24,3mg trên decilit, cao gấp 4 lần lượng ethanol. Uống thì tôi hôm đấy vẫn thấy bình thường, vẫn đi gọi là xe máy gọi là để họp họ biết mẹ. Thế đến về thì đến chiều tối thì bắt đầu nó mới thấy gọi là nó điếng đầu. Còn bệnh nhân này cũng bị mù mắt sau khi uống nửa lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong cơ thể là 25,29mg trên decilit, không phát hiện ethanol. Cái đấy thì chúng tôi cũng không biết là mua ở đâu, tại vì là ông không nhớ, nên là ông đi mua lấy. Ngộ độc rượu chứa methanol là tình trạng xuất hiện từ lâu và được cảnh báo rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn, thậm chí gia tăng trước và sau Tết Nguyên Đán. Vì người dân không thể phân biệt được loại rượu pha cồn công nghiệp với loại rượu được nấu bình thường và mức độ nguy hiểm đến chết người của loại rượu làm từ cồn công nghiệp này ngày càng nguy hiểm hơn. Cái cồn công nghiệp methanol ấy, khi nó vào cơ thể thì nó lúc đầu nó cũng gây say giống như rượu thông thường, nhưng sau đó nó chuyển hóa thành acid formic, rồi nó gây tổn thương tất cả các cơ quan, các tế bào khác nhau, đặc biệt là tại mắt rồi vào với não. Đấy, và tại mắt thì rất là dễ bị tổn thương, ngoài chuyện trực tiếp đánh vào tế bào ở mắt mà nó còn gây tổn thương dây thần kinh thị giác, nó sưng phù lên, nó bị chèn ép ngay chính bản thân ở cái chỗ hố xương ở đáy mắt. Các chuyên gia cảnh báo cách phòng ngừa ngộ độc rượu: không uống quá nhiều rượu, không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol lớn hơn 0,05% vì gây mù mắt và tử vong cao. Tuyệt đối không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không rõ nguồn gốc, rượu không có giấy chứng nhận lưu hành của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm, khi mọi người hối hả lo kết thúc công việc, nhà nhà chăm lo soạn sửa đón Tết thì những vấn đề xương khớp đột ngột xảy ra, làm cho công tác chuẩn bị Tết bị gián đoạn. Thậm chí nhiều người không thể tận hưởng trọn vẹn không khí năm mới cùng với gia đình bạn bè. Vậy thì làm cách nào để phòng ngừa cơn đau nhức xương khớp vào mùa Tết? Mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Văn Tú, là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa. Xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thủy Tiên, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ thưa bác sĩ, nhiều người cứ than phiền là cứ vào cái thời điểm gần cuối năm như thế này thì lại cảm thấy bị đau nhức xương khớp. Bác sĩ có thể cho biết là vì sao mà mọi người lại thấy đau nhức xương khớp vào cái lúc giáp Tết như vậy ạ? Vào cái mùa giáp Tết là cái mùa mà khí hậu có sự thay đổi giữa chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông. Dạ. Do đó tiết trời từ đang ấm và chuyển sang nó lạnh hơn và nó có sự thay đổi giữa cái áp suất khí quyển giữa khi mà thời tiết nó thay đổi. Do đó là những người mà có tiền sử về bệnh xương khớp trước đó thì thường người ta sẽ có biểu hiện đau vào cái dịp mà cuối năm giáp Tết.
Thưa bác sĩ, không chỉ người già hay là những người có tiền sử về đau xương khớp mà hiện nay thì có rất là nhiều người trẻ cũng cảm thấy bị đau xương khớp. Vậy thì với người trẻ thì có những cái nguyên nhân nào khác hay không ạ? Hiện nay thì với sự phát triển của kinh tế xã hội thì một số người trẻ cũng có những biểu hiện đau khớp từ sớm hơn so với cái tuổi trung bình trước đây. Một trong những nguyên nhân đó là cái cân nặng trung bình người trẻ hiện tại là cao hơn, và một số bệnh chuyển hóa do cái xã hội hiện đại nó cũng để lại những cái ảnh hưởng về mặt xương khớp. Thì những người mà có bệnh chuyển hóa như cao huyết áp, tiểu đường hay là những người mà thừa cân béo phì ấy, thì xương khớp nó cũng chịu một sức nặng nhất định và nó có những ảnh hưởng nhất định đối với cái yếu tố nguy cơ của nó. Do đó là khi mà về thay đổi mùa, thay đổi khí hậu, về dịp cuối năm thì người ta cũng có những cái biểu hiện đau. Anh dạ, thưa bác sĩ, khi mà nói đến bệnh đau xương khớp thì người ta thường hay nói đến những căn bệnh như là đau lưng, đau chân, đau gối, khớp háng, cổ, vai hay là gáy. Nhưng mà thực tế thì có những người gặp tình trạng là đau nhức xương khớp toàn thân luôn. Vậy thì những cái nguyên nhân dẫn đến đau nhức xương khớp toàn thân là như thế nào ạ? Có một số người thì khi thay đổi thời tiết từ ấm nóng chuyển sang lạnh ấy, thì người ta đau nhức khắp người luôn. Khi mà áp suất thay đổi, nhiệt độ thay đổi thì cái đáp ứng của cái áp lực so với cơ thể thay đổi và sự lưu thông tuần hoàn ngoại vi nó thay đổi. Khi mà cử động thì cảm giác sẽ khó khăn hơn, mà đặc biệt những người nó có cái tiền sự bệnh khớp từ trước thì người ta có thể nghe thấy tiếng kêu lục cập hay là những tiếng kêu bất thường mà người ta sẽ sưng đau hơn. Đây cũng là có một cái đặc biệt nữa là về cái mùa cuối năm, là cái mùa chuyển từ ấm nóng sang lạnh, là mùa của nhiễm virus này, mà trong một trong những cái triệu chứng của nhiễm virus là nó cũng gây cho người cảm giác mệt mỏi và đau nhức toàn thân. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta có dấu hiệu đặc trưng nào để giúp cho người bệnh phân biệt triệu chứng đau nhức xương khớp ở từng bệnh lý hay không ạ? Khi mà thăm khám cộng với một số các cái xét nghiệm cận lâm sàng thì bác sĩ sẽ phân biệt ra được mà một số loại bệnh khớp điển hình, ví dụ như là viêm đa khớp dạng thấp, hoặc là viêm khớp lupus, hay là viêm khớp do lao, hoặc là viêm khớp do thoái hóa, do chấn thương. Tuy nhiên thì có một số bệnh viêm xương khớp mà người ta không chẩn đoán được nguyên nhân. Ví dụ như là đau khớp gối chẳng hạn. Ta có trên 200 nguyên nhân khác nhau để chẩn đoán đau khớp gối, nhưng các triệu chứng thì thường nó gần giống nhau. Vậy thì với những cái triệu chứng như thế nào thì chúng ta có thể tự chữa trị tại nhà, và với những triệu chứng như thế nào thì chúng ta sẽ nên gặp bác sĩ ạ? Một số triệu chứng mà không nguy hiểm đối với xương khớp. Ví dụ như chỉ đau nhẹ vào buổi sáng, mà sau khi mà mình làm ấm xong cử động nhẹ nhàng thì nó trở lại bình thường, sinh hoạt lao động bình thường. Hoặc là mình có thể dùng các biện pháp dân gian giống như xoa bóp, hoặc có thể là làm ấm, ngâm chân tay vào nước ấm chẳng hạn, thì mà lấy nó trở về bình thường thì chúng ta không cần phải thăm khám. Thứ hai nữa là đối với những người mà triệu chứng sưng đau ở khớp nó nặng nề, di chuyển khó khăn hoặc là gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống, và sau khi mà chúng ta thực hiện các động tác pháp y học cổ truyền mà thấy không có hiệu quả, triệu chứng đau ngày càng tăng lên, hoặc nghe những tiếng kêu bất thường, hoặc là sưng nóng ngay tại khớp bị đau, thì chúng ta nên đi khám bác sĩ. Như bác sĩ đã vừa chia sẻ đó là với những triệu chứng nhẹ thì chúng ta có thể tự điều trị tại nhà. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn một số phương pháp để người bệnh có thể tự phòng cũng như là điều trị những cái căn bệnh đau xương khớp ạ? Tránh những cái động tác bất lợi cho khớp. Ví dụ như những người lớn tuổi thì người ta hạn chế lên xuống cầu thang, bậc thềm, hạn chế ngồi chồm hổm hay quỳ gối, hoặc là người ta dùng các cái biện pháp vật lý trị liệu tại nhà, ví dụ như tập khớp gối tại nhà hay là tập cột sống lưng, cột sống cổ tại nhà để làm giảm nhẹ triệu chứng và làm nó tăng cường lưu thông dịch khớp và tăng cường lưu thông máu đến khớp để nuôi dưỡng khớp nó tốt hơn. Và nữa là mình cũng ăn uống đầy đủ các cái dưỡng chất, trong đó các một số dưỡng chất mà có tính ôn ấm về mùa lạnh thì cũng làm cho cơ thể nó điều hòa tốt hơn và thích nghi tốt hơn. Và những người mà có cái tiền căn chấn thương thì đặc biệt sáng dậy hoặc là chiều tối lại thì nên khởi động kỹ các khớp mà trước khi đi vào quá trình vận động, để phòng ngừa những cái sự thay đổi thời tiết đó. Chúng ta cũng có thể là làm ấm nóng ở nhà trước khi đi mở cửa đi ra ngoài. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, hy vọng qua phần tư vấn của bác sĩ Phan Văn Tú về các biện pháp phòng ngừa cơn đau nhức xương khớp, quý vị sẽ có thêm kiến thức để chủ động phòng ngừa những vấn đề về xương khớp đột ngột xảy ra, để có thể hoàn thành tốt công việc cuối năm và có một cái Tết vui khỏe. Chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.